Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi tôi được quý cha, quý thầy trong nhà dòng giao cho đặc trách một thánh lễ mỗi tháng một lần, đó là vào lúc 9 giờ thì hành hương và 9 giờ 30 thì thánh lễ kính thánh Giê-đô, tôi gặp được rất là nhiều người đã được ơn của thánh Giê-đô. Rất là nhiều người được thánh Giê-đô làm phép lạ nhờ lời chuyển cầu của thánh Giê-đô lên Thiên Chúa. Nhiều người rất là vui và rất là yêu mến thánh Giê-đô. Có những trường hợp ở rất là xa, khi gặp khó khăn đã đến với thánh Giê-đô và nhờ thánh nhân truyền cầu, họ được những ơn mà họ nghĩ không bao giờ dám nghĩ đến, mà bây giờ mình lại được ơn đó, nên họ rất yêu mến và luôn luôn đến đền thánh Giê-đô để cùng với thánh Giê-đô cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Khi đặc trách giáo khu 10, tôi cũng có kinh nghiệm thánh Giê-đô luôn đồng hành cùng giáo khu 10 khi mà từng gia đình trong giáo khu khi đọc kinh liên gia thì Đức Thánh Quan Thầy Giê-đô và ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến nhà mình. Nhiều người đã chia sẻ với tôi và đã khóc. Thánh Giê-đô và Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đến nhà con. Chúng con được nhiều ơn lắm. Trước đây có khi vợ chồng chúng con cãi nhau, xích mích, nhưng mà chúng con rước Thánh Giê-đô và Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà. Có mẹ, có Thánh Giê-đô bổn mạng, gia đình chúng con đầm ấm. Chúng con dễ dàng bỏ qua tất cả cho nhau để cùng nhau yêu mến Chúa và cùng nhau xây dựng gia đình ngày càng hạnh phúc hơn. Với tôi, đó là những phép lạ hiện tại Thánh Giê-đô đã làm cho chúng ta và những người tôi đã gặp gỡ. Đọc lại tiểu sử của Thánh Giê-đô, tôi cảm thấy như là một cuốn truyền về cuộc đời của một con người mà nơi đó đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa. Nơi đó từng bước đi, từng hơi thở, mọi giây phút trong cuộc đời của Thánh Giê-đô, Ngài luôn yêu mến Chúa và Chúa luôn luôn đi đồng hành cùng với Thánh Giê-đô. Từ thuở nhỏ Ngài sinh ra nơi môi trường rất là nghèo, vùng quê nghèo khó, nhưng mà Ngài được đặc ân ở vùng đó. Người ta tuy nghèo nhưng mà tất cả mọi người đều có lòng kính mến Chúa và người ta sống rất đạo đức. Đặc biệt gia đình của thánh nhân tuy nghèo nhưng mà luôn chọn Chúa, luôn để Chúa hoạt động, luôn để Chúa hướng dẫn gia đình của mình. Nhờ bao phủ bởi ân huệ tình yêu của Thiên Chúa trong gia đình và môi trường giáo xứ của Ngài, nên Ngài đã được cảm nghiệm được Chúa ở trong cuộc đời của mình và của gia đình mình và của bà con lối xóm. Nên lớn lên, Ngài càng kinh nghiệm hơn nữa về Chúa yêu thương mình. Khi coi giáo khu 10, tôi cũng cảm thấy giáo khu 10 có cách nào đó
cũng giống như cái quê hương của Thánh Giê-đồ. Con người ở giáo khu 10 rất là chất pháp, mộc mạc và rất là đoàn kết, yêu thương nhau và một lòng yêu mến Chúa. Cho dù chưa hoàn hảo tất cả, nhưng mà nhìn chung thì tất cả mọi người hiểu nhau, đoàn kết với nhau và biết loan truyền tình thương Chúa đến cho từng gia đình của anh chị em của mình trong giáo khu, không phân biệt giàu nghèo. Tất cả đều sống trong tình Chúa, tình người và dễ dàng cảm thông với nhau. Biết là con người của chúng ta có giới hạn nên mọi người hiểu nhau và cùng nhau tài bồi cho nhau. Nên trong giáo khu luôn luôn cùng nhau làm việc, cùng nhau bàn thảo, cùng nhau đưa ra quyết định. Khi đó tôi thấy giáo khu làm được những chuyện rất là tốt đẹp nhờ ân huệ của Thiên Chúa. Thánh Giê-đô lớn lên và Ngài muốn đi tu. Đi tu cũng gặp khó khăn. Chú mình ở dòng Phanxicô muốn đi tu, xin vào dòng Phanxicô. Chú cũng không muốn nhận cháu vì nhìn đứa cháu gầy gò, nghĩ là chẳng làm nên công trạng gì, vào nhà dòng lại ăn hại nhà dòng nên thôi không nhận. Thế rồi một lần các cha của nhà dòng ấy đại phúc ở quê hương Thánh Giê-đồ, Ngài lân la và muốn xin vào dòng Chúa Cứu Thế. Ngài xin không hề dễ dàng tí nào. Nhưng mà tôi nghĩ khi đã chọn Chúa, khi đã quyết tâm đi theo Chúa, thì cho dù khó khăn đến mấy thì Thiên Chúa vẫn có thể làm được và giúp cho thánh nhân Ngài được nhận vào dòng Chúa Cứu Thế. Vào dòng Chúa Cứu Thế cũng chẳng vinh hoa gì, vinh quang gì so với anh em trong nhà dòng. Tại vì Ngài là con người yếu, con người nhìn chẳng có vẻ, chẳng có vẻ gì là có tài năng gì. Ngài chỉ đi tu như là thầy trợ sĩ để giúp nhà dòng, giúp quý cha. Nhưng nhờ lòng yêu mến Chúa, con người tầm thường đó lại trở nên con người vĩ đại. Nhờ lòng yêu mến Chúa, Ngài là làm được rất là nhiều việc. Chúng ta thấy khi vào nhà dòng, Ngài làm việc rất đơn sơ, nhỏ bé thôi, chỉ giúp việc như là người giữ cửa cho nhà dòng, người phục vụ bàn thờ, trên bàn thờ này. Nhưng mà Ngài làm với lòng yêu mến Chúa để được gần Chúa và rất nhiều công việc khác nữa sau này. Chẳng hạn như Ngài giúp cho ơn gọi, vì Ngài nghĩ mình đi tu, mình yêu mến Chúa, bây giờ người khác cũng đi tu, họ cũng là người yêu mến Chúa, nên Ngài rất là quý ơn gọi. Nên Ngài luôn khuyến khích khi thấy người ta muốn đi tu, Ngài khuyến khích các thanh niên nữ tu đi vào nhà dòng để dâng hiến trọn đời cho Chúa, để có thời gian yêu mến Chúa nhiều hơn. Và cứ tiếp tục như vậy, cuộc đời Ngài như là một cuốn truyện đối với anh em trong nhà dòng. Ngài là người xây dựng cộng đoàn cách tuyệt vời. Ngài luôn chọn những cái phần yếu kém, phần nào thiệt thòi về cho mình. Nhưng mà khi đã chọn lựa như vậy thì Ngài đã được Thiên Chúa ban cho những ơn, vì Ngài xây dựng cộng đoàn, Ngài yêu mến Chúa trong nhà dòng thì đã là chứng nhân cho Chúa rồi.
Nên khi Ngài đi phục vụ, nhất là đi thăm viếng những người bệnh tật, những người nghèo khó, thì nhờ thánh nhân đến với họ, nhờ Ngài có Chúa, Ngài nói chuyện với người ta được ơn của Chúa. Ngài được ơn của Chúa, Ngài có Chúa ở cùng, nên Ngài đến với họ, họ được bình an. Kính thưa cũng bà anh chị em, tôi chỉ lược qua một số câu chuyện, một số điểm nổi bật trong cuộc đời của Thánh Giê-đô về lòng yêu mến Thiên Chúa, để chúng ta noi theo Ngài. Ngài là con người, cái cách thức để gặp gỡ Chúa, cách thức để nên thánh rất là gần gũi, rất dễ đối với tất cả chúng ta, nhất là những anh chị em trong giáo khu 10 và những ai nhận Thánh Giê-đô làm bổn mạng. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Ngài chẳng có gì vẻ vang cho lắm, nhưng mà nhờ cái đơn sơ, nhờ sự hiền lành đó, nhờ lòng yêu mến mà Ngài đã trở thành vị thánh vĩ đại, và nhiều người đã yêu mến Ngài, và nhờ Ngài mà Ngài đã làm rất nhiều phép lạ, nhất là trong giáo khu 10, và nhiều người như tôi đã kể đó đã nhận được những ơn của Thánh Giê-đô. Và chắc chắn trong cộng đoàn chúng ta đây, chúng ta là những người yêu mến Thánh Giê-đô, chúng ta cũng nhận được nhiều ơn lành từ thánh nhân chuyển cầu lên Thiên Chúa. Cầu chúc cho tất cả chúng ta mừng lễ Thánh Giê-đô với niềm vui trong sự bình an của Chúa. Chúng ta hãy sống đơn sơ và chúng ta nhìn về ơn gọi của mình. Tất cả chúng ta đều là ơn gọi được trở nên thánh. Cách thức nên thánh của Thánh Giê-đô là bài học rất là tuyệt vời, con đường nên thánh tuyệt vời, để tất cả chúng ta có thể noi thương và bắt chước Ngài. Amen.